Xin kính thưa quý vị và các bạn, như tiêu đề thì chắc quý vị cũng thắc mắc là Tỉnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am bên bờ vũ trụ á, có làm gì đâu mà gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng. Thì nói chung xin quý vị khoan hãy gạch đá mình mà hãy nghe mình kể hết cái câu chuyện dưới đây thì mọi người sẽ hiểu ha. Thì ở bên cạnh nhà mình á, có một cái gia đình kia chỉ có hai mẹ con thôi. Cô gái thì hôm nay cũng 26, 27 tuổi gì đó, còn mẹ cô ấy thì 49 tuổi rồi. Mình gọi là dì Sáu. Hằng ngày thì mẹ cô gái á, bán nước sâm ở ngoài khu công nghiệp á, còn cô gái thì làm việc ở trong công ty cũng gần đó. Nói chung hai mẹ con rất là thương yêu nhau, nhưng mà do tính chất công việc cho nên hai người cũng ít có những cái buổi tâm sự hay là nói chuyện nhiều với nhau. Và mãi đến hôm 28 Tết vừa rồi á, mọi người cũng nghỉ Tết á, không còn làm việc nữa đó. Nên gia đình có một gia đình người bà con ở Sài Gòn về chơi ở nhà dì Sáu á, cho nên họ có tổ chức một cái buổi tiệc nhỏ. Và tình cờ á, dì Sáu mới nghe người con gái của mình với nói chuyện với một con bé ở Sài Gòn về á, nói về Tỉnh Thất Bồng Lai. Thì hai cô gái này liên tục nói về Tỉnh Thất Bồng Lai là những có là những việc làm sai trái rồi dối trá cộng đồng mạng gì rất là nhiều á. Nói chung là mấy lần trước thì Sáu cũng im lặng, đi ngang thôi. Nhưng mà thái độ của dì Sáu rất là không hài lòng. Mà hai đứa nhỏ thì cứ không để ý tới mà cứ nói hoài. Nói đến cái đoạn mà Tỉnh Thất Bồng Lai bị loạn lưng gì đó. Thì dì Sáu rất là tức mình, la lên. Nói tụi mày còn nhỏ biết cái gì mà ngồi đó nói xấu người ta hoài. Và cũng rùm beng chút chút đỉnh thôi. Nói chung buổi tiệc hôm đó thì trôi qua lặng lẽ êm đềm chứ không có rôm rã như là lúc mà gia đình đến Sài Gòn mới về. Rồi sau khi cái gia đình ở trên Sài Gòn rời đi á, thì đến hai hôm sau, tức là ngày 30 Tết á, thì mẹ con dì Sáu lại căng thẳng khi mà dì Sáu mở lại cái phần thi thách thức danh hài của năm cháu bé á. Dì Sáu thì nói chung rất thích nên mở lại đi xem. Còn người con gái thì nói đó, mẹ thấy chưa, đài truyền hình người ta còn cắt hết mấy cái phần giới thiệu về các bé rồi, đâu có ai dám nói là một con nữa đâu mà mẹ cứ tin người ta. Dì Sáu thì cũng tức mình, nói bộ mày là đạo diễn sao mày biết cái phần giới thiệu của người ta. Người con gái thì tiếp luôn là những chứng cứ của Nguyễn Xin rồi báo công lý đã đăng rồi trơn mà mẹ cứ không tin tưởng, mẹ cứ nghe theo những cái lời của bên Tỉnh Thất Bồng Lai là cái đó là không có đúng rồi đó. Dì Sáu mới tức lên, nói tụi nó chỉ là du khống thôi, người ta có đầy đủ giấy tờ chứng minh là người ta con nuôi hết rồi mà không chịu nghe. Tới đoạn này thì cô gái lại căng thẳng, là giấy tờ của Nguyễn Xin á, người ta có đầy đủ mộc đỏ chữ ký á, rồi thêm báo của tòa án nhân dân tối cao nữa mà mẹ không chịu nghe, trong khi mấy cái giấy chứng nhận nuôi con rồi những nói chung chứng cứ ở phía bên Thiền Am đưa ra là không có mộc đỏ, không có chữ ký, nói chung là những cái giấy tờ đó không hợp lý. Tới đó thì dì Sáu dường như không có giữ được bình tĩnh nữa, nên dì Sáu rất là giận dữ, lao vào đứa con chỉ mắng nó, tao đẻ mày ra mà sao kinh nghiệm sống tao còn nhiều hơn mày rất là nhiều mà bữa nay mày dạy đời tao hả. Mình thấy quá trời, hai mẹ con lầm rùm beng lên, cái mình giả bộ đi vô chúc Tết để can ngăn hai mẹ con. Nhưng mà cả hai vẫn còn rất là uất ức. Cho đến mùng 6 á, thì mọi người đi làm lại, nhưng mà hai mẹ con dì Sáu cũng chưa có ai đến nói đến với nhau con nào hết á. Hai người vẫn im lặng. Thì thú thật ban đầu mình chỉ nghĩ đây là câu chuyện của một gia đình thôi, của dì Sáu chắc không có nhiều nhà gia đình khác không có vậy, tức là số ít thôi. Nhưng mà hôm qua mình vô tình lại thấy một cái cuộc cãi vã tương tự như vậy ở trên YouTube á. Cho nên hôm nay mình làm một cái video clip này nói lên những cái hậu quả mà Tỉnh Thất Bồng Lai đã để lại sau những cái ồn ào đó. Trước tiên á, phải nói trên mạng xã hội, các YouTuber rồi Facebooker liên tục có những lời qua tiếng lại, rồi nặng nhẹ nhau, rồi với đầy đủ các thành phần luôn. Từ bác sĩ, kỹ sư, luật sư, công nhân, nông dân luôn. Kích bác nhau, rồi thậm chí là khiêu khích nữa. Rồi bên cạnh đó còn có những em bé nữa, đưa những em bé vào để bảo vệ cái lượng cứ của người lớn nữa chứ. Rồi đến ngoài đời cũng vậy, gây ra những cuộc cãi vã, mất đoàn kết của những gia đình mà người ta đang sống hòa thuận im ấm nữa đó. Cho nên mình nghĩ chắc chắn là cơ quan điều tra sẽ vào cuộc để làm sáng tỏ cái vụ việc này.
sẽ tốt cho cả thiền am và lẫn cho xã hội. Bởi vì thứ nhất á, nếu thiền am trong sạch và không như những gì cáo buộc của cái nhóm công kích á, thì lúc đó uy tín của thiền am bên bờ vũ trụ sẽ được nâng cao. Có khi là nó còn tạo ra hiệu ứng và người ta sẽ yêu thương và thiền am bên bờ vũ trụ nhiều hơn nữa đó. Còn ngược lại, nếu mà cơ quan điều tra công bố những kết luận cuối cùng là thiền am bên bờ vũ trụ có sai lầm, thì trước tiên thì xử lý đúng người đúng tội. Cái đó thì không thể bàn cãi rồi. Và thêm nữa, việc này sẽ ngăn chặn đặc biệt luôn. Nếu mà để trình tình trạng này xảy ra thì sau này sẽ có hàng loạt những cái mô hình lợi dụng Phật Pháp, lợi dụng trẻ em mồ côi để trục lợi cho bản thân, cho tổ chức. Do đó, việc này phải làm sáng tỏ để noi gương cho những người khác. Tuy nhiên nói thì là nói vậy thôi, chứ vụ việc này rồi hồi trước Tết á, cũng được cho là xử lý rồi. Nhưng cái vụ án Đồng Tâm xảy ra cho nên phải dời qua Tết. Rồi qua Tết lại còn nhiều chuyện hơn nữa. Trước tiên là và cấp thiết nhất là đại dịch Corona. Bây giờ nó lây lan rất là khôn lường, rất là nguy hiểm. Đã vậy còn đâu có ông Tuấn Khỉ giết 4-5 mạng người xen vô nữa, cộng thêm cái ông ôm lũ đạn ở quận 10 nữa chứ. Bởi vậy nhiều người nói là mấy ông công an đầu năm không biết có cúng kiến gì chưa mà sao quá trời nhiều vụ việc xảy ra. Mà đặc biệt nhất mà dư luận quan tâm ngày nay là cái dịch Corona gây viêm phổi ở Vũ Hán của Trung Quốc á. Cho đến sáng ngày nay là 1 tháng 2 ngày 1 tháng 2 thì ở bên Trung Quốc đã có tổng cộng là 259 người chết rồi đó. Ca nhiễm bệnh là 11.791 người. Kinh khủng không? Nó đã vượt qua cái con số mà đại dịch SARS năm 2002-2003 rồi đó. Rất là nguy hiểm luôn. Mình thì cũng mong cái đại dịch này nó mau qua đi á, chứ còn nếu không mà nó càng kéo dài là cái tình trạng về sức khỏe con người không nói, mà cái ở Việt Nam này ảnh hưởng rất là nhiều á. Bởi vì cho đến ngày hôm nay là có khoảng 117 chiếc xe container chở thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc mà phải nằm chờ lại ở bãi xe ở cửa khẩu Tân Thanh của Lạng Sơn á. Mỗi xe chứa từ 13 đến 18 tấn thanh long. Mà như quý vị biết á, đồng bằng sông Cửu Long giờ cải tạo trồng thanh long rất là nhiều luôn. Rồi chẳng những đó, như ngoài ra mít rồi sầu riêng, nó hầu như là trái cây là xuất qua Trung Quốc là 80% á. Nếu mà Trung Quốc mà nó đóng cửa kiểu này, nó không cho xuất qua là mỗi bước Việt Nam mình ăn trái cây đã luôn. Hầu như là ở vòng mình biết miền Tây ăn là trái cây toàn đa số xuất qua Trung Quốc không. Trung Quốc mà nó không mua một cái là tất cả luôn á. Tất cả các loại trái cây đều có ảnh hưởng. Có một số loại cây dược liệu như trái gất hay gì thì có thể còn chống chế được, chứ còn như dừa, thanh long, sầu riêng, chôm chôm ha, hầu như là những trái cây miền Tây xuất qua Trung Quốc 80-90%, rất là nguy hiểm luôn. Và ngoài ra để phòng chống cái bệnh này thì một cái câu chuyện mà muôn thuở, đó là cái nào mà nhu cầu mà cần thì nó sẽ tăng cao, đó là khẩu trang các bạn. Khẩu trang y tế thì tại vì nó đang cháy hàng cho nên khẩu trang y tế bây giờ nó đang rất là có giá. Mà nhiều khi mua không được nữa, chứ không phải là mắc mà lại dễ kiếm đâu. Do đó bên Bộ Y tế có khuyến cáo là người dân có thể sử dụng khẩu trang bằng vải. Khẩu trang vải cũng có thể ngăn ngừa được cái lây lan cái tình trạng của virus corona này. Nhưng mà mình sử dụng ngày nào thì phải giặt liền, hoặc là mỗi ngày sử dụng một cái. Chứ không phải nhất thiết là phải đeo khẩu trang y tế ha. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị vượt qua cái đại dịch này một cách an toàn ha.